Kính thưa quý vị, trong âm thanh lắng đọng của bản hợp xướng khai mạc trang trọng, giờ đây chúng ta cùng hiệp thông với một bài hát rất đơn sơ của nhạc sĩ viết chung, biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa trong cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng luôn mời gọi yêu thương. Ca khúc Đến Với Ngài sẽ được trình bày tiếp theo đây qua tiếng hát của ca sĩ Đông Nghi. Và lời đầu tiên Đông Nghi xin gửi đến quý cha, quý sơ và toàn thể quý vị có mặt ở đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin cảm ơn. Chia sẻ hạnh phúc.